Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và xin cảm ơn Điện Máy Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay sẽ được gặp gỡ các bạn rapper trẻ tuổi đầy tài năng. Dạ, kính thưa quý vị, đội A đó là Da Job, Kandro và Gừng. Xin mời. Đúng là các bạn rapper tóc tai nó phải chất. Rất đó, chất. Gừng là tóc bình thường nè. Vâng. Cái này mình làm lâu không? Lâu không? Nguyên một buổi chiều anh ạ. Nguyên một buổi 5-6 tiếng đồng hồ nha. Dạ. Thì ngày hôm nay là mình đã biết đối thủ của đội mình chưa? À, có nghe phong phanh à? Máy tay đó ổn không? Đã nghe thiên hạ đồn thổi. Em nghĩ tay tay đó hơi to luôn. Nhưng mà sao qua mình được đúng không? Nhưng cũng đáng gờm anh ạ. Đó là bình thường nha. Nhưng mà thắng là phải thắng dữ. Ví dụ như 1-0, 1-1, 2-1 thường. Mình thắng là thắng 3-0 luôn cho sợ. Yeah. Nhưng mà trước khi vô á thì em muốn biết là cái rapper tặng gì cho cái gì khán giả hay không? Đây lần đầu tiên đến Nhanh Như Chớp, thì em sẽ có một cái bài rap giới thiệu bản thân em đối với mọi người. Đến mày. Ok. Let's go. Em đẹp đốt, 20 tuổi, nghề nghiệp rapper. Rapper. Không nổi tiếng, không cầu kỳ, chưa từng rap dở. Không cần sách vở, không cần kiến thức uyên thâm. Nghệ sĩ bây giờ chỉ cần một hit là ăn hết nguyên năm. Thế nên đưa rapper trẻ về đúng nơi ở của nó. Đây không phải là rap, là kiếm pháp, men hơi thở của gió. Hay quá à. Lỡ rồi thôi mình làm mỗi người đoạn đi. Đúng. Thế anh Thành đi trước đi, cho em nghĩ một chút. Ừ thì em cũng sẽ dành một đoạn rap của em mà em hay tâm đắc vậy. Ok. Ok. Và đây là khu rap, nơi mà ta thường ghé khi ta 14. Nơi mà nếu mình cảm thấy thích thì cứ việc nói chứ không cần trốn. Nơi mà ta vẫn đủ, anh em vẫn khoác vai nhau đông đủ. Và tới một ngày ước mơ đầy đủ thì anh em ta sẽ lại ngồng tràng. Ok, that's freestyle bro. Yes. Vui là chính mà, không vấn đề gì cả. Thế thì em sẽ đọc một đoạn em vừa nghĩ ra luôn. Gần là phải cay nha. Em cũng mong thế. Yeah, bắt đầu chơi ngày dài không làm mà chỉ chơi. Miễn rap nhiều quá thì đôi lúc mình cũng cần phải nghỉ ngơi. Ây, và ngậm cho mình một viên kẹo, coi như đấy là nhiên liệu lại chân bạn. Sao nó phiên liệu? Sao vậy anh? Anh cũng muốn rap à? Mới nghe thông tin. Ồ, thông tin gì anh? Cái đội kia sợ quá về luôn rồi. Ây xà. Đó, đội kia cái hình như chưa đấu rồi đó. Chưa đấu mà nghe rap mấy đoạn là sợ rồi. Đội kia có người freestyle mấy tiếng đồng hồ luôn anh. Freestyle từ đây. Freestyle mấy tiếng đồng hồ hả? Hay hơn. Ây, mời liền anh ơi. Rồi, mời vào vị trí A đi. Let's go em. Em cứ mời đội kia ra liền. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo sẽ là Taz, Lore, Ngu. Xin mời. Tím rồi hồng rồi cam ha. Nhưng mà đầu kia nói là tụi em chịu nổ họ đâu. Đúng, đúng anh. Không đúng. Cái gì sao đúng được? Đúng. Không. Mình là người chiến thắng làm sao mà chịu được. Chịu được ở chỗ của người thua cuộc. Họ không chịu được cái năng lượng mà bọn em mang tới cái chương trình này. Ý là họ nói là bên đây có người freestyle một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ không xong. Người đó là ai vậy? Ai Nguồn biết chứ. Không, không phải em. Không nào đâu phải em. Không phải em nào đâu phải em à. Vậy mà bên kia người ta nói là bên này có một người có thể freestyle một tiếng đồng hồ. Thế cho chỉ có Tết thôi. Đây, em tự tin là Tết ạ. Em chắc chắn là Tết. À Tết. TG. Em được phát hiện. Bây giờ em hãy freestyle xem nào. Let's go. Freestyle á. Nhưng mà rap cái gì vậy? Khen em suy nghĩ. Khen em. Hả? Không, không. Trời ơi, có duyên nghe. Em nên sang đội kia anh ạ. Em nên sang đội này đúng không? Đứa gái mà bé bán được khen em đi nữa không? Em xấu lắm. Freestyle đúng không? Let's go babe. Yeah. Và hôm nay xuất hiện ở Nhanh Như Chớp. Bên kia đấu cẩn thận không thì lại nhanh hư khớp. Và ta biết là cái câu vần này của anh Thành Ro. Nhưng mà Thành Ro nhìn xong cũng bảo anh đành cho. Bởi vì Tết đứng đây vẫn là quá ngầu. Từng đối thủ lão sẽ bị Tết khóa đầu. Nếu mà vào đây Tết chấp cả hai đấm.
nhưng mà đứng đây chỉ biết ngoạc mặt cười và hai chấm. Đó. Sao bên kia có muốn đi về không? Không, 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 không. Không. No, không, xin nhê, không xin nhê, không xin nhê, không xin nhê. Ê, vậy thì phải tiếp theo. Lo. Em đang lo. Lo đang lo. Em đang lo. Em đang hơi lo. Ok, và hôm nay em đang ở chương trình Nhanh Như Chớp. Tìm một em tới đây, chiếc xe này chịu không nổi vì tốc độ lên nó sẽ khiến cho chiếc xe banh hư rớt. Năng lượng ở đây team của chúng tôi rất mạnh. Mạnh như rớt. Just. Bởi vì đây là Nhanh Như Chớp. Ưu tiên cho bạn gái là không phải làm cái đoạn này. Nhưng mà lát nữa có một đoạn mình đã từng trình bày thì mình ngồi trên ghế mình trình bày luôn. Vâng ạ. Hợp lý không? Rồi, mời vào vị trí B. Điện máy chợ lớn, mừng Tết lớn, giảm giá lớn. Bây giờ chúng ta nói về giải thưởng, đội thắng cuộc sẽ bước vào vòng đặc biệt và cầm trên tay một cái tấm vé vào trong đấu với đội của Gonzo ha, có thể là vậy. Rồi, mang về 18 triệu đồng, còn đội thua cuộc thì biết rồi, 12 triệu đồng và không có được bước vào vòng trong. Still okay? Thank you, sir. Ok ạ. Yeah. Ok không? Dễ không? Dễ dễ. Dễ mà. Đã từng coi chương trình này chưa? Ủa, em coi suốt ngày luôn. Coi suốt ngày mà thấy mấy người mà ở dưới mà lên trên trả lời không được không? Em đấy. Nhiều đấy, tại vì ở dưới là mình không áp lực thời gian. Còn bây giờ? Có giải thưởng anh. Giải thưởng gì? Đỉnh. Có cần phải thông báo không? Có biết đâu bất ngờ anh. Bất ngờ. Một bạn nào đó, duy nhất một bạn mà lên được vị trí số 10, hy vọng là gái. Thôi em. Trời sao coi gì con. Cái điều này không cần thông báo, bởi vì điều này ai cũng biết. Bởi vì mục tiêu tới đây phải chinh phục được cái số 10 đó đúng không? Ai cũng biết điều này rồi. Nhưng mà phải thông báo lại cho quý vị khán giả nhớ luôn. Một người duy nhất trong một đêm, chỉ một người thôi, vị trí số 10 là được 20 triệu đồng cá nhân, không chia cho ai cả. Bây giờ đầu xuôi đuôi lọt, cặp đầu tiên sẽ là ai? Hãy lựa chọn. Đã đối đi trước đi. Chắc em đi trước. Đâu không? Ok, để ai. Rồi. Thôi. Sao? Em sẵn sàng lấy 20 triệu rồi ạ. Lấy 20 triệu rồi ạ. Cái gì? Coi mình không ra gì hết. Thực sự thì hôm nay vai trò của em đến đây là chuyên gia phân tích anh. Em sẽ phân tích thôi. Còn có chuyện trả lời coi như không cần quan tâm. À dạ không anh, em phân tích câu hỏi rất kỹ càng và em trả lời sai để cho đồng đội em rút kinh nghiệm. Trời ơi trời. Sai người ta lấy tiền sao? Em nghĩ là sai của em nó cũng cỡ câu số 7 số 8 anh. Ghê chưa? Được. Sai là số 7 số 8 á. Rồi quá tôi xin nào. 1 2 3. Vô thắng quyết định. Em sao? Em thôi em lên trước luôn. Rồi xin mời. Cố lên anh. Ôi Skull đã đốt. Cảm giác như nào anh? Cảm giác rất là khác đó. Mình coi TV nha. Đâu coi cái tay coi. Lạnh. Lạnh từ tim nha mọi người. Trước khi mình đến với cái công việc rapper hiện tại thì trước đây mình có làm gì khác không? Dạ em có làm director assistant, là trợ lý đạo diễn cho một canh đạo diễn. À, first ID hay là second ID? Là sao ạ? Rồi, tiếp tục chương trình đi. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Tên đầy đủ trong chứng minh nhân dân bố mẹ đặt là gì? Tên đầy đủ của em là Lương Nguyễn Quốc Đạt. Em năm nay hình như là em 21 tuổi. Hình như là em 21 tuổi nha. Rồi tại sao đổi qua cái rap này em kia? Bình thường thì cái con người của em lúc mà trước khi đến với rap thì em hơi bị nhàm chán á. Nhưng mà khi đến với rap thì em cảm thấy là em rất là ngộ. Với lại mình được thoải mái thể hiện cái tôi mình hơn. Đúng rồi, không? Đúng rồi. Và hy vọng đây là lúc Top sẽ thể hiện được cái tôi của mình. 2 phút dành cho Top. Dễ nha. Cái gì càng tăng càng lo? Giá thành. Lên. Cái gì tăng giá em sợ hết trơn á. Cái gì càng tăng càng thích? Tiền. Lên. Cái gì càng tăng càng giảm? Càng tăng càng giảm. Đơn giản thôi. Cái gì càng tăng càng giảm? Mình tăng ga đi xe anh thì cái quãng đường của mình nó giảm xuống. Vậy mình tăng ga thì mình giảm tuổi thọ thì có lý. Thôi nói chung là không chính xác nha. Ai biết
Đi thì giơ tay trả lời nhanh như chớp à. Căng thẳng căng thẳng đi. Năm sinh càng tăng thì số tuổi càng nhỏ. Năm sinh. Vận tốc càng tăng thì bình xăng càng giảm thì sao anh? Ơi, thông minh. Rau thông minh. Vận tốc càng tăng thì bình xăng càng giảm. Vui, đúng rồi. Tại vì khi mình chạy mà càng lên ga nhiều á thì cái xăng nó mau hết lắm. Đó là sự thật. Còn mình chạy ga đều á thì nó lâu hết. Ừ, đó. Cái này là tập trung nha. Chị em đầu quắn, đầu quăng. Em thì tóc quắn, chị thì tóc quăng. Tóc ba, tóc mẹ đều quăng. Quăng quăng, xoắn xoắn. Quăng quăng, xoắn xoắn. Hỏi của em tóc quăng hay tóc quắn? Anh đọc lại câu hỏi lần nữa được không? Hên anh đọc. Dạ, ok. Chị em đầu quắn, đầu quăng. Em thì tóc quắn, chị thì tóc quăng. Tóc ba mẹ đều quăng. Quăng quăng, xoắn xoắn. Quăng quăng, xoắn xoắn. Hỏi của em tóc quăng hay tóc xoắn? Cô em tóc quắn à? Lên. Đi, hiểu câu hỏi không? Cái lưỡi em không biết có đọc được hay không luôn. Thực ra thì trong câu này chỉ là đọc cho vui thôi. Chứ tóc quăng, tóc quắn là một nha mọi người. Câu này giống như câu hỏi tặng vậy đó. Quăng quắn gì cũng đúng hết trơn. Châu nào sáng tác nhạc? Châu Đăng Khoa. Lên. Châu nào thích đóng phim hài hành động? Châu Tinh Trì. Lên. Châu gì mà Binzy thích? Châu Bùi. Lên. Sao câu hỏi này dễ vậy? Câu này có rất nhiều cách để trả lời. Châu nào biết hát? Nhiều quá lắm. Quá trời luôn. Châu Đăng Khoa cũng biết hát hả? Đúng rồi. Hợp lý luôn. Đúng lên. Rồi. Wow. Ai có đáp án khác? Châu Khải Phong. Châu Khải Phong. Châu Gia Kiệt. Châu Kiệt Luân. Em sợ. Trời ơi trời. Đây là câu đối chữ nha. Ok ok. Hỏi liên tiếp 6 câu về châu thì gọi là gì? 6 là 6 là lục. À. Châu Lục ạ. À. Là... em cũng được nghĩ ra xong. Cú này là thấy hơi lo cho lo. lo lắm. Hơi lo cho lo. Let's go. Chân gì không dùng để đi mà dùng để đá? Chân. Đơn giản. Mỗi ngày, everyday. Chân thành sau đá. Chân thành sau đá. Anh đá. Anh đá. Đấy là anh đá. Win. À chân ga, chân số. Chân bàn đạp. Chân bàn đạp. Chân gì mà trước khi chạy xe phải đá lên? Chân trống. Đúng rồi. À chân trống mà. Hả? Em không chạy chạy xe lắm, em đi rap không anh? Thưa quý vị, đạt đáp mang về 6 lần liên tiếp, xin chúc mừng. Ghê à, 6 là dữ à. Lo à, lo rồi. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Lo. Anh thấy Lo à? Lo đâu anh ơi. Anh lo cho Lo lắm Lo. Mọi người chỉ nên thấy Lo khi thấy Lo. Đúng vậy, anh thấy Lo anh mới lo cho Lo. Chứ còn anh không lo cho Lo anh đâu thấy Lo. Vâng. Hiểu không? Lo hiểu anh lo gì không Lo? Dạ vâng, em hiểu. Lo luôn. Anh lo luôn. 8 câu nha. Em sẵn sàng để 9-10 rồi. Lo nữa lo không lo? Để mọi người hỏi với lo, tự lo cho lo được không? Mọi người không cần lo cho lo vì lo sẽ tự lo cho lo. Ok. Em không biết sao chứ lo nói là lo sẽ tự lo cho bản thân mình mà em nhìn lo mà em lo quá. Nói chung là ai cũng lo cho lo. Lo khi gặp chị em có thấy lo không? Dạ không. Trời ơi, đó tại vì em chưa thấy câu sắn. Em chưa nghe câu sắn nè, không có lo chứ ai lo cho em chưa lo. Kính thưa cái gì? Lord đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Cái gì càng tăng càng lo? Mặt cái lo gì càng lo. Tăng thì lại lo? Lo. Yeah. Là lo. Ừ, lo. Cái gì càng tăng người càng lo lắng á? Lo. Anh ơi. Là cái lo. Lo là cái gì? Bỏ nó vậy đó. Em trả lời đại đó để cho qua câu khác đó chị. À vậy hả? Thôi lo, thấy lo à. Lo. Không chính xác. Thấy lo. Suy nghĩ đơn giản thôi. Cái tiền xăng lên thì mình lo. Tiền đến lên thì nó lo. Đúng không? Đó suy nghĩ kiểu vậy thôi nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cái gì càng tăng càng thích? Mình tăng tiền lương. Chính xác. Ê, đỡ lo nha.
Đỡ lo ạ, dạ đỡ lo rồi. Cái gì càng tăng càng giảm? Bắt đầu lo lại nha. Lo lại từ đầu luôn. Cái tiền lương tăng thì cái sự buồn phiền nó sẽ giảm. Cũng đúng. Chính xác. Ê, cái câu này hay á. Cái câu này không phải là lo cho em mà là chị đang lo cho chị. Chị em đầu quăng, đầu quăng. Em thì tóc quăng, chị thì tóc quăng. Chị nói lại chị, lại. Ba một câu đó, còn ba bốn câu sau nữa. Nó còn nhiều câu lắm em lắng nghe dùm chị cái đi, chị lo cho chị quá. Chị em đầu quăng, em thì tóc quăng, chị thì tóc quăng. Tóc ba tóc mẹ đều quăng, quăng quăng, xoắn xoắn, quăng quăng, xoăn xoăn. Hỏi cô em tóc quăng hay tóc quăng? Tóc gì cũng được ạ. Yeah, yeah, lên. Chính xác. Ủa mà sao hay ra, sao biết cái câu đó? Tại em không nghe chị nói, em trả lời đại á. Em trả lời đại á. Đọc nước. Đây là một người thông minh. Bởi vì sao? Khi mình không nghe thông tin được, thôi cái gì cũng được đi. Để chi? Để hết câu này tôi tới câu khác. Chứ hơi đau suy nghĩ, bởi vì bà đọc cũng đâu có thể nào tôi nghe được. Mà vô tình trùng khớp lại cái câu này á, là hai đáp án đều chính xác. Quan trọng là mình đọc, mình chơi chữ để cho tạo ra niềm vui thôi. Nó làm cho em gì khó thôi. Không, anh thấy bình thường. Em thấy không muốn chết. Rồi, dễ nha, cái này dễ. Châu nào sáng tác nhạc? Châu Đăng Khoa. Chính xác. Châu nào thích đóng phim hài hành động? Châu Tinh Trì. Chính xác. Em thấy lo anh ơi. Bắt đầu lo cho mình nha. Lo chưa? Đúng rồi. Em lo rồi. Châu gì mà Binzy thích? Châu Bùi. Yeah. Hiện tại đang hòa nhau nè. Yeah. Đang bằng 6 câu. Bây giờ em chỉ cần đúng một câu nữa thôi lo. Là em hết lo, tụi anh không khỏi lo nữa. Mù. Kết thúc nó đi chị. Lo đi em ơi, lo đi. Kết thúc đi ha. Châu nào biết hát? Nhiều mà. Hết thời gian đi chứ. Thời gian ơi. Cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh. Châu... chị Châu Bùi cũng biết hát mà. Nãy chưa ai nói không đâu. Dạ thì Châu biết hát thì chị Châu Bùi. Yeah. Rồi. Rồi. Ai khóc vừa đầu rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hỏi liên tiếp 6 câu về Châu thì gọi là gì? Đố chữ. Lại em chưa nghe. Hỏi liên tiếp 6 câu hỏi về Châu thì gọi là gì? Đố Châu chữ Lục. Nha. Là Yeah. Let's go. Nè, im lặng nè. Sao tự nhiên em thấy lo cho em quá. Rồi. Chân gì không dùng để đi mà chỉ dùng để đá? Chân tình. Ơ. Chân gì không dùng để đi mà chỉ dùng để đá? Ai mà đá chân tình? Sao mày đá tính chân tình? Hết rồi. Chân trầu mọi người. Chân trầu. Đáp án là chân trống. Cho xin thôi nhé. Thôi. Nhưng mà thật sự cái kết quả này là hơi ngạc nhiên. Tại vì hồi này mình thấy bạn kia giỏi quá, tưởng là lo sẽ thua. Mà ai về em đã chiến thắng. May mắn rồi ạ. Amazing, cứ chọc em. Đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu. Đổ sóng đổ biển rồi. Dạ. Yeah. Hiện tại tỷ số đang là 1 và chúng ta 0. Bây giờ là cặp tiếp theo. Let's go. Thành Roy the Beauty. Tiến lên. Trách nhiệm thuộc về anh đi anh Thành. Gặt tét đi. Thoải mái. Trả thù. Tét. Dạ. À, cái tên em đọc sao cho nó sang. Tez. Anh Tez. Yeah. Tez đó, T mà có giờ với không, hả? Nó là Tez. Tez. Yeah. Chờ chứ quên kìa là tét không à. Rồi, cho nó dễ đọc. Đó. Tez. Rô. 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 Thôi rô rô. Ai lên trước? Thôi anh lên trước. Ok. Xin mời.
Không thì cũng ngồi đây rồi. Yeah. Cuối cùng được ngồi ghế rồi. Đó là câu đó cũng rất nhiều bạn nói. Vì sao? Vì cái cảm giác á, vừa thích mà vừa lại lo lo á, vì mình không biết mình có vượt qua được không. Thường em hay xem Nhanh Như Chớp là lúc mà em ăn cơm nhà á. Bây giờ nhìn ăn trên cơm mình coi. Yeah, cứ ăn cơm mà coi. Đi ngủ là không coi. Không coi. Cứ ăn cơm mà coi, cứ ăn là mở. Ăn là mở hả? Chà, chương trình mình cũng dành cho mấy bạn rapper ăn cơm hả? Rồi ngoài việc rap ra em có làm công việc gì khác không? Trước đây em làm thiết kế. Ủa thiết kế gì? Thiết kế đồ họa. Giỏi vậy? Nhưng mà bây giờ thì không làm nữa. Giờ em rap thôi. Tập trung cho rap. Yeah, yes sir. Tại vì công việc thiết kế cũng rất là nhiều thời gian. Nếu bây giờ mình thắng thì mới là cân bằng. Chứ để người ta thắng nữa là 2-0 là hơi mệt nha. Nhất trí. Cố lên này. Let's go. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Thành. Roll. À, có chơi thể thao không? Có. Môn gì? Trượt ván. Trượt ván, skateboard hả? Yeah, skateboard. Bóng rổ. Bóng rổ. Có cái nào không chơi mà mình rành không? Vài môn như bóng đá, bóng chày. Bóng đá biết luôn hả? Yeah, hơi hơi, xíu xíu. Hơi hơi là cái này phải biết rồi. Wow, bàn tay của Chúa. Là tên gọi bàn thắng được ghi bởi cầu thủ nào? Maradona. Ô, ô. Cái này ai cũng biết luôn á. À, thủ môn á. Ô, đánh bừa đi Peter Cech đi. Peter Cech là lo. Lo rồi, lo rồi. Lo, không chính xác nha. Anh quên. Anh quên. Cái bàn thắng mà trong World Cup đó. No. Em không biết cái đó đâu. Huyền thoại bóng đá thế giới đó. No, on my type. Diego Maradona. Maradona vậy? Người mới vừa mất đó. Sao anh? Không sao. Trời ơi. Lại bóng đá. Tới rồi. Diego Maradona là huyền thoại bóng đá người nước nào? Trời ơi. Lo. Lo. Anh thấy lo. Người Tây Ban Nha. Trả lời. Người nước nào? Trả lời bừa đi anh. Ý. Ý. Lo. Không chính xác. Ông ấy là huyền thoại của thế giới và là người Argentina. Đúng vậy. Khi nào bạn có thể chui vào một cái lỗ và chui ra ở hai cái lỗ khác? Khi nào bạn chui vào một cái lỗ và chui ra ở hai cái lỗ khác? Ok. Mặc quần. Yeah. Hay á. Ý em là sao? Mình chui vào lỗ quần là mình đi ra hai lỗ này. À. Hay ta, cái câu dễ trả lời được, câu khó trả lời liền đúng. Hay, bạn càng lấy đi nhiều của tôi càng lớn, tôi là gì? Bạn càng lấy đi nhiều của tôi càng lớn. Tuổi thơ. Vào gặt lúa thì sao anh? Hả? Gặt lúa thì sao? Gặt lúa thì sao là sao? Thì mình gặt đi rồi nó lại lớn lên mà. Đâu có, đâu được. Rồi, thế thôi em, bỏ qua. Rồi, không chính xác nhé. Ai biết à? Khoản nợ. Hả? Khoản nợ. Mình lấy càng tuổi nhiều thơ, tiền. Đúng anh, tuổi thơ. Càng lấy đi thì mình càng lớn. Tức là mình càng mượn nhiều tiền thì cái nợ thì mình cái càng nhiều càng lên. Càng tăng. Cũng có thể là một đoán đúng. Hoặc là đơn giản là mình đào cái lỗ thôi. Đi lo rồi lo ơi. Mình đào một cái hố là đơn giản thôi. Là đơn giản nhất đúng không? Mình càng lấy nhiều gì? Đất. Đất thì cái hố nó càng lớn. Em lo quá nha. Một cô gái cuồng màu hồng trong chiếc váy hồng và nón hồng. Có một con mèo màu hồng sống trong một căn lều màu hồng. Hỏi cầu thang của cô ấy có màu gì? Thế là dối quá. Dối quá. Như thế màu hồng luôn. Không chính xác. Đây thì biết nè. Đây biết. Trong lều không có cầu thang. Yeah. Đúng rồi. Anh ơi phải nghe kỹ vào. Nghe kỹ yeah. Vào. Anh ơi, anh ơi. Hồng rồi. Đọc kỹ ly rất anh ơi. Đọc kỹ ly rất nha. Give me more. Câu này là vô cùng dễ. Cái gì sẽ biến mất ngay khi bạn bắt đầu nói về nó? Cái gì sẽ biến mất khi bạn bắt đầu nghĩ về nó? Nói về nó. Nói về nó. Không anh, mình đứng dưới đây mình thấy nó dễ. Mình lên chỗ đó khác á. Biến mất. Mình nói biến mất thì nó sẽ biến mất rồi à? Không chính xác. Ồ. Đó là gì? Bí mật. À hả? Mình nói ra bí mật thì bí mật để sẽ biến mất. Không phải, nếu mình nói một mình nó đâu biến mất được. Có một sự khi mình nói biến mất liền. Đó là sự im lặng. À. Sao lại im lặng như nào? Im lặng mà mình nói ra thì hết im lặng vậy thôi. Nghệ sĩ nào mà tên nghe luôn có lý? Công Lý. Lên. Ai mà có chữ Lý thì sẽ là Lý thôi. Hãy kể ba nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về sông nước. Trời. Trường Giang. Mộc. Hà Hồ. Sông nước. Sông nước đều có nước. Đâu có nước. Ừ. Chỉ câu trả lời bá đạo. Hai rồi đó.
Hiền Hồ. Đấy, hay quá anh ơi. Hai cái hồ và một cái sông. Ghê ghê ghê. Ca sĩ nào không thích để tóc dài? Phan Đình Tùng. Yeah. Lên 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 lên. Ai. Lên 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 lên. Đây đây bình tĩnh. Tôi chuẩn bị nói thêm là này là đối tên bài hát đó. Đối với tên bài hát mà không để tóc dài là tóc gì? Tóc ngắn à? Tóc ngắn, ngắn là ai hát? Tóc ngắn là chị Mỹ Linh. À Mỹ Linh. À. Mà tôi chưa kịp nói, bạn nói là Phan Đình Tùng. Anh Tùng là anh có phải là không thích để tóc dài mà anh không thể mọc được. Ông anh tôi mà. Nhưng mà dù sao thì anh Tùng ơi, em nói trả lời cũng có duyên mà chó lên em hả? Em lên nha. Yes. Anh Tùng vẫn coi nãy cho anh cười hoài luôn á. Ui, có được ba thôi. Cố lên ơi. Ca sĩ nào thích một tình yêu lơ lửng? Tên một bài hát nha. À, Min. Min, bài hát Trên tình bạn dưới tình yêu. Lên. Quả gì con? Hết giờ. Như vậy là Thành Tro đã mang về 4 vé liên tiếp, chúc mừng. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại Taze. Có không anh? Bốn. Đáp án liên tiếp chính xác. Em có xem đá bóng không? Ờ, một tí. Ồ, tôi xong rồi. Thế thôi đi rồi anh. Không không, lên đi được. Tin lên, tin đi, tin lên đi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rất dễ. Không dễ đâu. Dễ mà. Bây giờ đối của Test thì cảm thấy có dễ không? Dễ dễ. Rất dễ. Đo thì qua thì dễ. 5 câu thôi. 5 câu, 5 câu. Nhưng mà tôi không biết gì về bóng đá cả. Thật á? À, anh có biết gì về bóng đá? Ừ. Ơ em tưởng anh hay xem bóng đá mà. Thế thì cứ bỏ qua. Ừ đúng rồi, vậy thôi. Kiếm được cái gì? Test đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bàn tay của Chúa là tên gọi bàn thắng được ghi bởi cầu thủ nào? Maradona. Chính xác. Anh giờ nó không đẹp bóng đá đây. Chạy mà đâu biết. Anh tôi. Vậy mà anh kêu vậy là chắc chắn, câu sau là chắc chắn rồi. Câu sau là chắc chắn luôn rồi. Coi thử nào. Diego Maradona là huyền thoại bóng đá người nước nào? Argentina. Lo cho đội kia. Anh thấy lo cho này quá lo. Tại vì team em sẽ khiến team khác phải lo. Toàn rồi. Let's go. Khi nào bạn có thể chui vào một cái lỗ và chui ra hai cái lỗ khác? Đứng yên đấy. Đứng yên đấy. Đứng yên đấy nha. Không có được cú đó nha. Này khó à. Bỏ. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Mặc áo đi. Hả? Mặc áo. Mặc áo. Không chính xác. Suýt đúng rồi. Suýt đúng rồi. Mặc quần, mặc quần. Nó là cái gì áo ấy? Là ba lỗ. Còn quần là hai lỗ. Mặc cái quần à? Đúng rồi. Mày quá. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Bạn càng lấy đi nhiều của tôi càng lớn, tôi là gì? Hả? Càng lấy đi nhiều của tôi càng lớn, tôi là gì? Bạn càng lấy đi nhiều của tôi thì tôi càng lớn thời gian ạ? Không chính xác. Đáp án là cái lỗ. Hả? Lỗ. Ok, hiểu. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Một cô gái cùng màu hồng trong chiếc váy hồng và nón hồng và một con mèo màu hồng sống trong một căn lều màu hồng. Hỏi cầu thang của cô ấy có màu gì? Lại đi ạ. Ok. Một cô gái cùng màu hồng trong chiếc váy hồng và nón hồng có một con mèo màu hồng sống trong một căn lều màu hồng. Hỏi cầu thang của cô ấy có màu gì? Lều không có cầu thang. Hay đấy. Nói gì đấy, cậu ấy nói gì đấy? Dạ, trong cái lều không có cái cầu thang. Đúng vậy. À, bình tĩnh hơn anh rồi đấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cái gì sẽ biến mất ngay khi bạn bắt đầu nói về nó? Khó. Cái gì sẽ biến mất ngay khi nói về nó? À, một cái từ nào đó. Từ biến mất. Biến mất, không chính xác. Có thể. Đáp án là sự yên lặng. Ờ, ok. Khó nhờ. Khó. Cái này dễ nha. Nghệ sĩ nào mà tên nghe luôn có lý? Đố tên. Luôn có lý, công lý. Chính xác. Hả
hãy kể ba nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về sông nước. Ý nghĩa về sông nước? Yeah. Hà có được tính không ạ? Được. Hồ Ngọc Hà. Rồi. Hồ Quỳnh Hương. Rồi. Một người nữa thôi. Hồ gì nhỉ? Hồ Vĩnh Khoa. Chính xác. Đây là tên bài hát. Ca sĩ nào không thích để tóc dài? Tên bài hát. Ca sĩ nào không thích để tóc dài? Ừ. Tên bài hát là bài hát gì và đó là của ca sĩ nào mà? Ca sĩ nào không thích để tóc dài mà lại còn là tên bài hát? Em không thích để tóc hả? Tóc em chưa mọc một lần. Em là em. Không em. Chính xác. Có bài hát em không thích để tóc nữa. Bài hát đó tên là Tóc Ngắn. Hả? Rồi, của ca sĩ Mỹ Linh. Ok ạ. Khó quá. Ca sĩ nào thích một tình yêu lơ lửng? Tên một bài hát. Tình yêu màu nắng. Nắng lơ lửng à? Chị Chi bay. Không chính xác. Không được mà. Trên tình bạn dưới tình yêu của ca sĩ Min. Hả? Hả? Câu hỏi tiếp tục. Quả gì có cánh khi chín thì tung bay giữa đất trời? Quả gì có cánh khi chín thì tung bay giữa đất trời? Quả cầu ạ. Quả tròn. Quả cầu. Không chính xác. Đáp án là quả tròn nâu. Rồi, hết giờ. Kính thưa quý vị, test đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Hiện tại là Minh Huệ 1 điều. Lời cuối cùng xin mời. Rồi, ai lên trước nào? Em. Ôi lên trước ạ? À? Thôi tôi nhường bạn. Rồi. Còn đi học hay là làm thêm gì không? Dạ em còn đi học ạ. Học gì? Đang học lớp 12 ạ. Dạ. Vâng ạ. Ủa giờ còn mới 18 tuổi hả? Vâng ạ. Tuổi tiên đấy. Tuổi trẻ tài cao nè. Còn rất là trẻ ha. Vâng. Nếu mà ra trường thì mình sẽ thi trường đại học nào? Em chưa tính đến ạ. Chưa tính đến đúng không? Vâng. Cứ học cho giỏi đã nha. Vâng. Bây giờ 2 phút dành cho Nun. Muốn có chỗ đứng thì phải làm gì? Muốn có chỗ đứng thì phải... Tự tin lên em, cứ trả lời đi. Thì phải đứng ạ. Đúng rồi, chỗ đứng thì mình phải đứng. Vâng. Đúng rồi anh. Ờ thôi đúng thì lên đi. Ủa đúng quá hả? Đọc quá chứ. Đúng rồi. Thật ra cái câu này á là câu đố vui thôi. Muốn có chỗ đứng thì đơn giản là đừng có ngồi hay nằm. Có chơi thể thao không? Có, cũng có chơi ạ. Thích môn gì? Bóng chuyền ạ. Chúc mừng. Quỷ đỏ là biệt danh của đội bóng nào? Này thì em biết thật. Biết không? Không ạ. Này dễ mà. Nhưng mà con gái không xem bóng đá anh ạ. Trả lời đại đi. Của anh Thành Rọ. Không, chính xác. Ai biết? Manchester United đúng rồi. Anh đúng rồi. Không biết gì là bóng rồi. Manchester United. Lữ đoàn đỏ, The Red là biệt danh đội bóng nào? Đội bóng của anh Đà Đốp ạ. Thế nhanh cho qua ạ. Không, chính xác. Đáp án là Liverpool. Mấy cái em không biết ạ. Một cây mà có hai đầu, không cành, không lá, dãy dầu, nắng mưa. Đó là cây gì? Câu này dễ và đố nhiều lần rồi. Gánh ạ. Cây gì? Cái đòn gánh ạ. Cũng đúng. Vì sao? Đòn gánh là có hai đầu, không cành không lá, nhưng mà theo cha theo mẹ ra đồng rồi đi buông gánh bán bưng rồi dãy dầu nắng mưa lên. Okay. Mũi nào luôn đi theo cặp? Đố chữ. Mũi nào ạ? Mũi nào? Đố chữ nha, luôn đi theo cặp. Mũi né ạ. Mũi né không chính xác nhá. Mũi nào? Mũi đôi. Dài. Mũi đôi. Mũi đôi. Mũi dày cũng được. Mũi dày mà. Mũi dày nó không cặp. Đúng rồi. Không sao. Đây đối chữ tiếp theo nè. Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là gì? Đang hôn mà bị đẩy ra. Anh đọc lại đi ạ. Thì đó, đang hôn bị đẩy ra gọi là gì? Có người yêu chưa? Là... Đang hôn mà bị đẩy ra thì là bị đẩy ra. Không, chính xác. Đang hôn mà bị đẩy ra thì nó phải có liên quan tới chữ hôn. Từ hôn. Từ hôn.
Cái này dễ nè, giờ hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi ạ, hiểu rồi ạ. Hôn thêm cái nữa gọi là gì? Hôn thêm cái nữa gọi là gì? Hôn, hôn gấp đôi ạ. Đố chữ, hôn thêm cái nữa gọi là gì? À, hôn... Là gì? Hôn nhân ạ. Không chính xác. Hôn nhân không gọi là hôn nhân rồi. Không, lại một lần nữa, làm điều đó lại một nữa gọi là gì? Tái hôn. Tái hôn, tái hôn, tái hôn. À, có. Làm gì như không làm? Làm gì như không làm ạ? À? Ngủ ạ? À? Ngủ là em đang ngủ mà. À, thôi ngủ đi ạ. Không, chính xác. Đó làm gì như không làm thì phải có chữ làm trong đó. Làm gì như không làm? Làm thinh, làm biến. À, ôi, sẽ có những cái từ mà em không thể nghĩ ra được ấy nhở? Đơn giản hả mà. Đây là đối chữ nha. Điều phu gặp bụt than ôi mất rìu. Vậy anh gặp em thì anh sẽ nói gì? Than yêu mất rồi ạ. Lên. Lại. Quả gì trẻ nhỏ nghe tên đều run phát rét tái tê mặt mày? Quả gì trẻ nhỏ nghe tên là đều run phát rét tái tê mặt mày? Quả báo ạ. Không chính xác. Quả gì con nít sợ gì? Quả đấm ạ. Rồi. Quả đấm ạ. Rồi. Nít là đấm gì? Quả rồi. Quả rồi. Quả rồi. À quả. Việt Nam gọi là mận đây. Thôi xuống nha. Ôi xin lỗi cả nhà. Không có chữ liên tiếp, không hề có liên tiếp, cứ lên là xuống rồi lên rồi lại xuống. Một. Lo. Giờ mới lo này lo. Lo đen lo. Rất lo luôn á là. Có một hả lo. Em xin lỗi. Thưa quý vị thân mến, dù rất cố gắng nhưng mà Nun không có sự liên tiếp, chỉ có một đáp án thôi. Quá khó. Thì rất là lo cho đội của Lo. Khả năng là gừng, chỉ gần hai thôi là cũng đã thắng mình rồi. Không, gừng ơi. Mời sự trở lại của gừng. Em đang run quá này. Chỉ cần hai câu là gừng đã thắng. Cái này là em dự đoán từ trước rồi. Thế anh ai muốn đầu với em ý? Anh, cho em hỏi ý kiến, anh em thấy câu dễ không? Không dễ lắm em ạ. Dễ. Dễ thôi em. Ok. Em sẵn sàng. Hai câu là gừng đã thắng. Nào, nào, okay. Nào. Gừng ơi, tâm trạng của em sao? Em đang rất run ạ, vì trách nhiệm nó lại chuyển về cho em. Vậy hả? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay hiện tại đúng là 17. 17? Trời ơi! 17 tuổi hả? À vâng. Em cũng bằng tuổi bạn Nun á. Ồ, bằng tuổi? À. Hai ca ba hả? Vâng ạ. Wow. Em không nhìn chung ra được luôn ạ. Wow. Ok, chúc em may mắn. Vâng, em cũng mong thế. Gừng, đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Muốn có chỗ đứng thì phải làm gì? Phải có sàn. Có sàn. Có cái sàn đấy ạ. À, có cái sàn thì mới được. Không chính xác. Thì phải đứng thôi, không được nằm. Chỉ cần đứng thôi. Tại sao ạ? Chứ em ngồi em nằm thì đâu có đứng được, đúng không? Thì em phải đứng chứ, đúng không? Cả nhà tin em. Let's go. Rồi, em có thích bóng đá không? Em có. Có hả? Eo, thế là ok, ok, rồi. Ủa, em tưởng cô hỏi. Rồi. Ai mới hỏi là em có thích bóng đá không? Dạ có rồi, em chiến thắng hả? Trời ơi trời. 17 tuổi mà anh. 17 tuổi mà. 17 tuổi là phải gọi cho bằng chú mới đúng. Thôi, anh nhớ trẻ. Anh còn trẻ. Đấy chưa ạ? Rồi thắng à. Thắng à. Câu hỏi, quỷ đỏ là biệt danh của đội bóng nào? Manchester United. Wow. Wow. Em bảo mà. Wow. Thôi. Bạn à. Rồi câu hỏi tiếp theo. Lữ đoàn đỏ, The Reds, là biệt danh của đội bóng nào? Liverpool. Yeah. Chúc mừng luôn. Ủa, sao em biết vậy? Thì em hồi cấp 1, cấp 2 á. Cái có cái bim bim mà trong có thể bài bóng đá ấy. Em chỉ thuộc có một vài cái kiểu Arsenal, rồi Chelsea, Man City, Manchester United các thứ đấy thôi. Wow. Vậy sao hôm nay không đoán là Arsenal? Tại vì Arsenal là pháo thủ. Yes, exactly. Wow, hay quá. Đó,
kiến thức. That's my em. Em giành được chiến thắng rồi đó. Tôi chơi tiếp cho vui. Rồi, ok. Một cây mà có hai đầu, không cành, không lá, dãy dầu, nắng mưa. Đó là cây gì? Em có thể liệt kê ra trước là cây gì, có cây gì, có cây gì. Có cây số. Cây số? Không chính xác. Tại sao ạ? À? Sao lại cây số? Cây số có hai đầu là đầu nào? Cây số đầu tiên là nó là một cái không cành không lá nhá. Cái đầu tiên, à cái thứ hai là cái gì ạ? Dãy dầu. Dãy dầu. Nắng mưa. Nắng mưa thì một cái cây số thì nó có trên một con đường đấy. Hai đầu thì... là đầu nào? Hai đầu thì đầu đến và đầu đi. Có nhiều không, hướng. Chính xác. Đang chạy giữa đường dãy dầu ra luôn đúng không? Yeah. Cây cầu. Đáp án là cây cầu. Hoặc là cái đồng gánh. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Mũi nào luôn đi theo cặp? Mũi gì? Mũi mũi giày. Mũi giày. Chính xác. That's my em. Thông minh ha. Rồi, đang hôn mà bị đẩy ra gọi là gì? Hôn đường. What? Hôn đường. Đang đi đẩy em xuống đường à? Đấy thì đang đi mà bị đẩy xe thì là hôn đường, là đẩy. Đang hôn bị đẩy ra chứ để đang đi bao giờ? À ừ nhở. Không chính xác. Rồi. Đáp án là từ hôn. Từ từ thôi. Mình trốn á. Từ từ mà. Nó kêu vậy nha. Rồi. Tạm được. Hôn thêm cái nữa gọi là gì? Tái hôn. Chính xác. Yeah. Rồi. Làm gì như không làm? Làm biếng. Chính xác. Hay quá. Hay, giỏi ạ. Rồi. Tiều phu gặp bụt than ôi mất rìu. Vậy anh gặp em thì anh sẽ nói gì? Nói chữ nha. Kinh nghiệm rapper đâu hết rồi. Chơi chữ các thứ đâu hết rồi. Anh hai đã đâu luôn. Rồi. Yêu mất rồi. Chính xác. Rồi câu hỏi tiếp theo. Quả gì trẻ nhỏ nghe tên đều run phát rét, tái tê mặt mày. Đố là quả gì? Quả đấm. Quả đấm. Quả đấm à? Em mới đưa một cặp đúng không? Không, tôi thích quả xác. Đấm nhờ. Đáp án là quả roi. Quả roi à. Thôi dù sao em giành được chiến thắng rồi. Gừng đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Bây giờ là cặp tiếp theo. Không phải là hai người vừa chơi. Nếu đội bên này thắng là mình lo đặc biệt. Lo đi. Còn nếu mình đội mình thắng thì tỷ số đều. Anh ơi, lên tiếp đi anh. Lên tiếp đi anh. Lên tiếp đi. Mọi người có tin tôi không? Có bạn ơi. Lên đi bạn. Lên ạ. Lo à. Tài đấu à. Tài đấu em. Có lại là anh nữa à. Tài đấu cho em. Trận chiến của team Superboy. Trận chiến của team Superboy. Let's go. Rồi hai bạn ai lên trước? Em à. Em muốn lên trước. Đồng ý không? Ok. Mời. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ gặp Lo. Nhưng mà Lo sau khi tự tin hồi nãy rồi là vừa hết Lo rồi. Giờ chỉ có lấy tiền thôi. Gạo thôi. À, 2 phút dành cho Lo. Go. Đây là một câu đố vui. Cái gì ở giữa trái đất? Tâm trái đất ạ. Không, chính xác. Đây là đố vui. Ở giữa trái ở đất. Giữa trái đất là gì? Dấu cách. Là khoảng cách. Khoảng cách. À, đố vui mà. Ok. Nếu bạn chia 30 với 0,5 và cộng thêm 10, bạn được bao nhiêu? 70 ạ. Chính xác. Ờ đúng rồi. Chính xác. Xin tự hào nói em là sinh viên khoa toán ứng dụng trường đại học Tôn Đức Thắng ạ. Toronto là thành phố lớn nhất quốc gia nào? Anh nói lại em không nghe. Toronto. 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 Thành phố Toronto. Ý ạ. Không chính xác. Canada. 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 Toronto ở Canada, vậy Totoro ở đâu? Totoro. Totoro. Em chưa nghe nên em không biết, em nghĩ là không có. Đáp án là Nhật Bản, nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Nổi tiếng lắm luôn. Yoga bắt đầu từ nước nào? Bắt nguồn
Yoga bắt nguồn từ nước nào? Ấn Độ. Lên. Yo-yo bắt nguồn từ nước nào? Yo-yo. Trung Quốc hả? Lên. Wow. Let's go, let's go. Hồng ơi. Ở Hy Lạp hay là Bulgaria để thể hiện sự không đồng ý, người ta sẽ làm gì? Thì họ hôn nhau đi vậy? Em không biết à. Họ hôn nhau, ơi, họ hôn nhau. Nha. Cái đó, cái đó, mai về Việt Nam là chết nha, cái luật nó kỳ lắm nha. Kỳ lắm. Họ sẽ gật đầu. Ồ, vậy luôn hả? Vâng. Nhạc sĩ nào sáng tác nhiều bài không tên nhất? Không tên. Em không biết. Các bạn trẻ thì không không. Bác Trịnh Công Sơn à? Không, chính xác. Em không biết. Đó là nhạc sĩ Vũ Thành An. Thật sự cũng không biết. Mấy bạn trẻ ít nghe nhạc đó. Như vậy là chúng ta chỉ mang về có hai đáp án chính xác. Chúc mừng. Không sao à? Không sao. Hay là làm rất tốt. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Đạt đó. Cảm ơn ơi. Cảm ơn. Ba câu rồi. Anh nhớ hồi nãy em trả lời được mấy câu không? 8 câu. Thì bây giờ đã thành 10. Cộng thêm 2 nữa thành 10 đúng rồi. Cộng thêm 2 đấy, cộng thêm 2. Chúng ta chỉ cần vượt qua con số 2 thì có nghĩa là số 3 là mình chiến thắng. Khó thế anh, nghe lo mà trả lời 2 câu là khó lắm. Lên. Chúc mừng anh. Kính thưa quý vị, Đạt Top đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Cái gì ở giữa trái đất? Vứt nào đi. Đố vui. Cái gì ở giữa trái đất? Cái gì ở giữa trái đất? Đố vui đó. Đó là khoảng cách giữa chữ trái chữ đất. Chính xác. Hay thế. Hai. Đang ở nhà coi Nhanh Như Chớp nhiều lắm không? Dạ không, em mới coi cỡ 7 số anh. Em ơi cho chị hỏi nè. Khi em đi học á, em thích cái môn nào nhất vậy? À, khi em đi học thì em thích môn nhạc nhất ạ. À, con ghét nhất là môn gì? Ghét nhất chắc là môn toán. Môn toán. À. Wow. À. Wow. Cẩn thận nhá. Từ từ, rồi. Nếu bạn chia 30 với 0.5 và cộng thêm 10, bạn được bao nhiêu? 70 ạ. Chính xác. Wow. Em bảo mà kiểu ghét của em nó cũng phải ở 7-8 á. Anh lên số 10 cho anh. Rồi, ok. Toronto là thành phố lớn nhất quốc gia nào? Toronto. Em liệt kê nhé. Như em nghĩ, em nhớ là Canada hoặc là Úc. Canada, Úc. Canada à? Chính xác. Sao? Rồi, Toronto ở Canada, vậy Totoro ở đâu? Dạ. Totoro. Totoro à? Totoro em nhớ là con mèo ở trong phim Nhật rồi vậy. Là ở đâu? Đó, ở phim hoạt hình nước Nhật à? Yes sir. Yeah. Hay quá. Yeah. Kê á, kê. Ok quá trời, bé thật okay, là ok, ok, rồi. Yoga bắt nguồn từ nước nào? Yoga bắt nguồn từ Ấn Độ. Chính xác. Trời ơi. Khi mà đốt đến gì? Một khi là... mà đốt đến. Đến lúc nào? Nó phải là tên. Yo-yo bắt nguồn từ nước nào? Yo-yo hình như là Trung Quốc thì phải, em không nhớ. Khoan khoan nha. Yo-yo bắt nguồn từ Trung Quốc hả? Chính xác. Yeah. Anh xấu rồi. Giỏi, đã đang hay đó. Hay à, giỏi ạ. À. Ở Hy Lạp hay Bulgaria để thể hiện không đồng ý, người ta sẽ làm gì?
Hy Lạp, Bulgari. Đúng rồi đó. Là sẽ lắc tay à? Lắc tay. Oh, em chốt là lắc đầu. Không chính xác. Đúng em rồi. Ngược lại với lắc đầu là gì? Là gật đầu. Là đáp án là gật đầu. Oh. Ông cái này khó. Giỏi anh ơi. Trời ơi. Sao gia đình đúng tự rồi, hào em. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Nhạc sĩ nào sáng tác nhiều bài không tên nhất? Beethoven đúng không? Không chính xác. Đáp án là Vũ Thành An. À, người Việt, à, Việt Nam hả chị? Rồi, bài không tên là bài hát không có tên hay bài hát có tên là bài không tên? Bài hát có tên là không tên. Chính xác. Hết giờ. Kính thưa quý vị, như vậy là đạt top, đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Hôm nay đội mình thắng là ok là đấy. Còn đội mình không thắng cũng ok là đấy. Ok là đấy. Là đấy. Ok là. Thì mình dừng lại với 12 triệu đồng. Tấm vé là vào vòng trong, đó với đội khác là mình đã giữ rồi. Còn chuyện bây giờ là vào vòng đặc biệt để mang về 60 triệu. Bữa nay nếu tụi em thắng, anh đưa 100 triệu luôn. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút thì các bạn có thể nhận được 60 triệu đồng. Nói thì dễ, làm khó lắm. Luật chơi là bắt đầu từ Thành. Mình sẽ đặt tay vào đây. Sau đó mình trả lời. Yes. Tiếp tục, tới Đạt, rồi tới Gừng. Người kế bên không biết, mình nhắc thoải mái. Chỉ có là đừng giành cái lượt của họ thôi. Lượt ai nấy dùng, nhắc nhau thoải mái. 60 giây. Đưa ra 20 đáp án. Không phải quá khó, nhưng cũng không dễ đâu vì nó áp lực thời gian. Nhưng cái câu hỏi sau đây là dễ. Trong vòng 60 giây hãy đưa ra 20 loại trái cây mà khi ăn thường bỏ vỏ. Vô. Chuối. Dưa hấu. Dưa hấu. Sầu riêng. Chuối. Cam. Táo. Quýt. Thanh long. Mận. Đà không. Bưởi. Bưởi. Nhãn. Chôm chôm. Vải. Gì nữa ta? Tắc. Mơ. Măng cầu. Tắc. Măng cụt. Trái sấu. Sầu riêng. Mít. Dừa xiêm. Thưa quý vị, hồi hộp quá. Các bạn mang về được tất cả là 16 đáp án chính xác. Thật ra là các bạn ấy mang về hơn 20 loại. Nhưng ví dụ như táo nè. Ta vẫn ăn vỏ. Ổn quá hả, tức quá đi. Bạn có nói mơ, sấu, rồi mận. Mấy cái đó ta ăn vỏ bình thường. Đúng không? Không đúng. Nhưng mà vậy là giỏi rồi, vỗ tay cho nghĩa là xuất sắc. Mời lên đây. Đạt, Gần và Thành hôm nay rất là giỏi. Chúng ta đã có được tấm vé vào vòng trong, đó là điều chắc chắn. Thứ hai là ngay bây giờ đây các bạn sẽ ra về với phần thưởng là 18 triệu đồng. Yeah.
Thưa quý vị, cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi chương trình Nhanh Như Chớp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Ba hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn Điện Máy Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Từ thiên hạ có nghĩa là gì? Thiên hạ này là của ta. Đó, em thấy trong phim nó nói vậy đó anh. Tức là đất nước này là của ta, mấy người là của ta. Cái câu hỏi tiếp theo, chúng tôi đã khảo sát trên 100 bé mẫu giáo. Và cái nào cũng nói yeah yeah. Thì mẫu giáo chưa biết nói nhiều. Nó có tận 3 lỗ chui ra, nhưng chỉ có 1 lỗ chui vào, nó là gì? 3 lỗ chui ra, 1 lỗ chui vào á. Đúng rồi. Ôi, tội con bé quá. Tại vì trời gì vậy vậy? Trời, đừng đụng gia đình ta. Thì gia đình ta. Nói không? Nói đi, em nói tiếp đi. Em giỏi thì cứ nói đi để chị nghe nè. Chị mặc một chiếc váy màu đồng rất là đẹp, rất là trang nhã, thanh lịch, thanh tao. Ngày hôm nay chị cũng trang điểm một lớp make up rất là chút tóc chi ạ. Không có khen tóc. Em nói tiếp đi. Điện Máy Chợ Lớn, mừng Tết lớn, giảm giá lớn.